Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 6, huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập huyện, 25 tháng 2 năm 1965, 25 tháng 2 năm 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Với mục tiêu cụ thể là xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, định hướng đến năm 2030 trở thành thị xã. Các nội dung thi đua tập trung vào tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 của ban chấp hành Đảng bộ huyện về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, thực hiện chỉ thị số 15 của ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư. Phân đấu từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao hoàn thành tiêu chí đô thị văn minh của hai thị trấn, hoàn thành mô hình xã thôn thông minh đối với xã Vân Sơn, khởi công khánh thành 7 công trình trọng điểm và các tuyến đường kiểu mẫu. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Triệu Sơn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng và tổ chức những hoạt động phần việc thi đua cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đồng thời làm tốt công tác biểu dương khen thưởng tạo được sức lan tỏa và khí thế sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập huyện triệu sơn